hôm nay xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và rất vui được gặp lại đồng hành cùng với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư uh, trên khắp mọi miền tổ quốc ở trên bản tin tuần vào ngày thứ sáu uh, và như thường lệ thì uh, bản tin uh, tuần của chúng ta cũng sẽ có những cái nội dung chính uh, như sau phần thứ nhất thì hôm nay sẽ cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích nhận định lại một số các cái nhóm ngành khá là cơ bản của thị trường à, từ nhóm ngành điện phân bón việt theo hóa chất bất động sản khu công nghiệp ở uh, nhóm ngành bất động sản uh, hạ bất động sản dân cư nhóm ngành thép vật liệu đầu tư công uh, nhóm đầu tư công nhóm ngành uh, dầu khí banh chứng khoán và còn thời gian thì chúng ta có thể view thêm một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành penny hiện tại thì penny cũng đang có một số các mã cổ phiếu rất là hay và các anh chị quan tâm đến mã cổ phiếu nào thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian bản đến tuần thì cũng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ có một vài cái đánh giá về nhận định về xu hướng thị trường trong tuần vừa qua và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ đánh giá xem xem là cái tuần giao dịch tiếp theo tức là tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật như thế nào và Hùng Lê lưu ý tất cả các phân tích ở trên video mang quan điểm của cá nhân Hùng Lê. Vì vậy tất cả những anh chị em nhà đầu tư chúng ta sẽ cân nhắc trước khi chúng ta xem. Và đây là những cái thông tin tham khảo và chúng ta vui lòng chúng ta xem xét kỹ trước khi mà chúng ta có những cái quyết định đầu tư cho riêng mình. Ok. Thì nội dung thứ nhất thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đó là chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành. Thì hiện tại nhóm ngành điện điện đang có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt sau khi giá điện tăng và hiện tại ở đây thì chúng ta thấy rằng là PC1 ở vùng 27.5 đến vùng 28 là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự ngắn ở đây là vùng 30. Ở tuần tới thì khả năng sẽ có vùng 30 và các anh chị sẽ canh để chúng ta <laughs> chốt lãi. GEG hiện tại đang rất là ok và đối với GEG -E thì các anh chị cũng có thể xem lại các cái dòng thời gian bản tin tuần hùng đã có phân tích và đặc biệt là trong cái nhịp vừa qua thì cũng có phân tích cái vùng 14.7. mười 14.7 đến vùng 15 để các anh chị thu gom và chúng ta ngắm về cái target kỹ thuật ở vùng 16.5 tuần này thì gần như nó đã đạt mắc target 16.5 và đồng thời nó cũng có một cái vùng test kỹ thuật cực kỳ hay ở đây đó là vùng 15.6 đến vùng 16 cũng đã có phân tích rồi à, với một cái cây nến ngày hôm nay đấy nó đã test nó đã test lại vùng biên kỹ thuật ở đây là biên 16.3 16.5 một cây nến cực kỳ đẹp và à, lực cầu lực cầu của GEG hiện tại đánh đang rất là tốt ở đây Ờ, chính vì điều này nên là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng sắp tới thì sẽ có một cái sóng khá là tốt và tiếp tục ngắm cái vùng cản kỹ thuật 18 và sau đó có thể vùng 20.5 ờ, Nói chung thì Hùng không có xây dài và Hùng căn cứ kỹ thuật uh, tín hiệu đến đâu thì Hùng sẽ đi xây đến đấy Đấy là cái quan điểm kỹ thuật của Hùng đây Gách cũng uh, trong tuần cũng đã có một cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt uh, Tuần này thì các anh chị lưu ý là Hùng đánh giá Hùng cái điểm xanh này này Chính là cái điểm mà uh, kết thúc của... Uh, hai cái phiên có hai phiên trước khi mà cái kỳ nghỉ lễ đó đó à, sau khi kỳ nghỉ lễ thì hùng không có view tổng thể tất cả các mã cổ phiếu hùng chỉ view mỗi nhóm thép và nhóm ngành chứng khoán thôi thì anh thấy anh chị em thấy là thép và chứng khoán đã tăng phi mã ở trong cái tuần vừa qua đúng không ạ đấy cực kỳ tốt tức là hùng đã có những cái điểm nhấn hùng có nói rằng là hùng chỉ view hai nhóm này thôi bởi vì hùng đang nhìn thấy là nó đang có những cái cái tín hiệu kỹ thuật nó khá là ok thì như vậy là chúng ta view đó Thế còn lại là những cái nhóm ngành khác thì nó cũng tốt nhưng mà tuy nhiên là vì có hai phiên giao dịch thôi nên là cũng không có view và hiện tại thì đây là chúng ta vẫn để nguyên cái điểm mà hai uh, uh, phiên giao dịch của sau kỳ nghỉ lễ và năm phiên giao dịch của tuần vừa qua như vậy chúng ta có bảy phiên giao dịch nói như vậy để các anh chị hiểu được cái ý nghĩa uh, đối với gách như vậy là cực kỳ tuyệt vời uh, sau những cái điểm mua của gách ở đây vùng 12.5 đến vùng 13 đây các anh chị nhé sẽ tìm cho các anh chị một cái ví dụ thôi Vâng sẽ hạn chế tìm bởi vì uh, tìm như vậy thì nó sẽ rất là mất thời gian và tất cả những cái phân tích gần như thì nó đều đã có ở trên nhóm đó ví dụ ngày 13 tháng 4 này đây 12.8 đến 13 đấy là những cái vùng mà các anh chị có thể ở uh, biên hôm nay 13.13.35 các anh chị có thể chủ động ăn thêm đó ngày 13 tháng 4 này ngày 13 tháng 4 tiếp tục cập nhật bốn uh, cái mã cổ phiếu của nhóm ngành điện ví dụ pc1, geg, povk và tv2 uh, tiếp tục ngày 27 tháng 4 tiếp tục cập nhật uh, những cái tín hiệu kỹ thuật của nhóm điện và nhóm điện khá là cơ bản dễ đánh đó và cách đây 7 ngày thì chúng ta lại tiếp tục cập nhật những cái tín hiệu kỹ thuật của uh, nhóm ngành điện ví dụ PC1 sẽ ngắm cản cũ 29.5 đến vùng 30 đó thì như vậy là tất cả những cái phân tích nó là theo cái dòng thời gian và các anh chị có thể truy xuất lại tất cả những phân tích đó đó là những cái lợi thế mà khi các anh chị em cộng đồng nhà đầu tư chúng ta về với team của ông lê thì chúng ta sẽ được uh, uh, thừa hưởng tất cả những cái phân tích đó và um, cái cách trao đổi của chúng ta là cách trao đổi một một để giúp cho các anh chị em chúng ta sẽ có những cái uh, định hướng trong những cái phiên giao dịch trực tuyến nó sẽ rất là ok về định hướng của gách thì cực kỳ đẹp rồi Đã có những phiên đánh trung bình từ 17 đến 20 triệu cổ phiếu trên một phiên Như vậy là gách chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng cản 15 đến khoảng vùng 15.2 uh, POVK <laughs> ở PVK ở đây ở đây thì trong tuần thì PVK đã chính thức là đánh lại vùng cản 13 năm 13 7 và hiện tại đang có một nhịp tích lũy và nhịp tích lũy này hùng đánh giá là đẹp ở quanh 13.2 khả năng tuần tới thì nó sẽ linh trình nhẹ nhàng ở quanh 13.2 và sau đó tiếp tục kéo lại vùng 13.5 13.7 và thậm chí là có thể là đạt lại cái target cũ của nó ở đây là quanh vùng 14 cái anh chỉ có thể canh để chốt uh, TV2 cũng là một mã cổ phiếu rất là đẹp và Hùng đã bắt được những cái nhịp của TV2 khá là sớm hiện tại thì nó đã đạt đạt được mắc target kỳ vọng ở vùng 28 trên 28 và xa xăm hơn thì chúng ta đang ngắm về vùng 30 như vậy thì khi đạt về vùng 28 thì nó đang có khoảng 7 phiên giao dịch đây các anh chị đúng là 7 phiên giao dịch thì nó đang test lại vùng kỹ thuật ở vùng 26.5 và vùng 26 phiên này thì có thời điểm test về vùng 26 tất nhiên ở đây bắt đầu xuất hiện một cái lực chốt tương đối là mạnh và với một cái lực chốt mà tương đối mạnh như này và tín hiệu đường mà ACD nó đang có một cái dấu hiệu diện ở suy yếu ở đây thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị chúng ta sẽ canh chốt bớt đi. Đó đúng không ạ? Ăn đủ rồi cổ phiếu BCG đang hiện tại đang khá là tốt và BCG thì đang bắt đầu ngắm lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật từ vùng 6.2 vùng 6.5 và bắt đầu chúng ta dần dần xây đó chúng ta xây nhịp một ở khoảng quanh vùng 7.3 và nhịp hai ở quanh vùng 8.35 và hiện tại sau khi mà đạt được cái 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 mark ta cái thuật 8.35 thì nó bắt đầu nó có những cái vùng test kỹ thuật ở đây và bảy phiên giao dịch vừa qua thì gần như nó đã xây ở thành công ở trên vùng 8.35 đến 8.5 cộng hơi tiếc một tí ở phiên ngày hôm nay đã có thời điểm đánh vượt thoát vùng 9.1 rồi nhưng mà nó chưa đóng được ở trên vùng 9.1. Tuy nhiên, ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Tạo lập đã có một cái lực cầu đánh khá là tốt, chính vậy nên là khả năng cao thì uh, cái xu hướng là 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 nó sẽ đánh chạm mệnh tức là BCG sẽ có xu hướng chạm 10. Uh, phân đạm thì hiện tại chưa có nhiều đột biến, đạm Cà Mau thì chủ đạo nó đang tích lũy ở quanh biên 23.5 đến vùng 24. Các anh chị theo dõi thêm ở đạm phú mỹ thì ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 33 đến khoảng vùng 33.5 nhóm ngành thứ ba nhóm ngành việt theo thì chúng ta có phân tích đến vgi hiện tại thì cái xu hướng kỹ thuật của vgi đang tương đối là tốt đó à, những cái vùng mà có báo với các anh chị ở vùng 20.7 vùng 21 chúng ta có thể thu gom thêm và trong cái nhịp cũ ở đây thì vùng 19.5 đến vùng 20 20.5 đó là vùng thu gom bởi vì VGI thì xác định là đánh dài cầm dài chứ còn nếu mà đánh lướt lát ở trong những cái đoạn ngắn thì nó sẽ rất là khó đánh và trong tuần vừa qua thì VGI đã xây khá là tốt ở trên vùng 22 cộng Hùng đang nói vui với các anh chị là đi đều như quân đội đúng không anh chị Đây các anh chị cứ lên đến vùng 2.5 thì đạp xuống vùng 22 và đi đều như quân đội Đóng cửa tuần ở vùng 2.5 như vậy là khá là tích cực Như vậy ngắn hạn thì chúng ta có thể kỳ vọng VGI có thể ngắm lên được cái vùng cản kỹ thuật ở đây là Vùng 23.5 đến khoảng quanh vùng 24 bốn CTR CTR hiện tại cũng đang tín hiệu đang khá là ok <laughs> Trên cao độ kỹ thuật thì trong hai tuần vừa qua thì nó đã có vùng chỉ cung ở quanh vùng 62, 62.5 và vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 67.4 đến khoảng vùng 68 tuần này thì nó bắt đầu uh, tiếp tục tiềm cận lại cái vùng cản ở đây và khả năng với xu hướng hiện tại của thị trường cũng như là cái xu hướng của nhóm ngành tiếp theo thì uh, VGI, xin lỗi cả nhà CTR sẽ hướng về vùng cản 71.5 đến khoảng vùng 72, đây sẽ là vùng kháng cự và các anh chị có thể canh chốt một phần ở vùng này ở nhóm anh tiếp theo đó là nhóm anh hóa chất thì hiện tại thì hóa chất chưa đạt kỳ vọng, lực cầu đang khá là thấp, chưa đạt kỳ vọng, lực cầu đang khá là thấp. Thì đối với CSV trong cái nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là CSV sẽ break cản vùng 32 để hướng lên vùng kháng cự 33.5, 34, 35. Tuy nhiên sau khi mà nó bị rơi khỏi cái kênh xu hướng ở đây và đặc biệt là nó rơi khỏi vùng 30.5 thì nó đang tích lũy trở lại, đây đóng cửa tuần ở 30.45. Cả năng thì nó sẽ hồi phục lên được khoảng vùng 31 đến khoảng vùng 31.5 và ở đây thì nó lại tiếp tục nhả cung một lần nữa để nó đánh giá lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 30.5 ổn định và lực cầu nó cần phải duy trì được khoảng tầm từ 500.000 đến 700.000 cổ phiếu trên một phiên. Đó thì khi đó thì khả năng là uh, cái lực đánh nó mới tốt hơn. Ở cổ phiếu DGC trong thời điểm hiện tại thì ở đây vùng 51.5 à, vùng 51 đến khoảng vùng 52 thì các anh chị tốt tác thu gom thêm và vùng cản kỹ thuật ở đây vùng 55 đến vùng 56 thì chúng ta sẽ canh thì chúng ta chốt bớt một phần à, hiện tại thì tín hiệu kỹ thuật nó cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến <laughs> lát thì đang khá là hay đối với cổ phiếu lát ở trong nhóm hóa chất thì cũng đã có phân tích những cái điểm mua tương đối là sớm ở nhóm ngành hóa chất thì chúng ta có phân tích ba mã cổ phiếu các anh chị nó lát thì như ngày 11 tháng 4 này ngày mùng 5 tháng 4 ở vùng 8.4 8.5 8.2 đấy là vùng mà các anh chị có thể thu gom từ đấy đây này quanh cái vùng đây các anh chị 8.4 8.5 8.3 đây sau đó thì lát đi được lên ở uh, break trong tuần vừa qua thì lát break được cản vùng 9.5 và hiện tại với xu hướng kỹ thuật này thì có thể nó sẽ hướng lại cái vùng cản kỹ thuật 11 đến khoảng vùng 11. 11.1 uh, ở đây. Đó, nó bứt được cái vùng này. Khi bứt được cái vùng này rồi thì chúng sẽ xây lên ở cái vùng target kỹ thuật cao hơn, nó là khoảng quanh vùng 13 thì chúng ta sẽ thu uh, theo dõi thêm các tín hiệu kỹ thuật nhóm ngành thứ năm đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì như đã phân tích định hướng với các anh chị đây là một trong những cái nhóm ngành mà nó cũng sẽ được định hướng là nhóm ngành chiến lược của năm 2023 bởi vì sao bởi vì chính phủ của chúng ta đang ưu tiên phát triển hạ tầng phát triển khu công nghiệp để thu hút vốn đầu tư FDI nước ngoài và đấy là một trong những yếu tố để có kích cầu và tiếp tục để thu hút được những cái 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 dòng tiền nó tốt hơn nó lớn hơn tập trung vào nhóm ngành này, này. Thì đối với KBC, hiện tại KBC chúng ta cũng thấy rằng là lực cầu từ tháng 4 đổ lại đây thì cái lực đánh của KBC đang tương đối là tốt. Và đặc biệt là trong cái nhịp chỉnh cung thì ông Lê đã tập trung phân tích cái vùng chỉnh cung kỹ thuật của KBC ở quanh vùng 24 24.4. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là vùng chỉnh cung kỹ thuật này của KBC đã hết sức là thành công. Đúng không anh chị. Và sau khi nó nó chỉnh cung kỹ thuật thành công thì nó tiếp tục công lại vùng cản kháng cực 27 và trong tuần này thì nó đã uh, trong tuần này thì KBC đã chính thức là bay cái vùng kháng cự 27 và đạt lên mắt cái vùng target 28 ba phiên giao dịch KBC giao dịch ở quanh vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 đây là tín hiệu kỹ thuật tương đối là tốt của cổ phiếu và với cái tín hiệu này thì Hùng sẽ tiếp tục kỳ vọng KBC sẽ đánh đánh về vùng cản kỹ thuật quanh vùng 30 và thậm chí vùng nhịp này thì có thể ngắm lên vùng 34 là cũng hợp lý bởi vì KBC cái đội đánh kỹ thuật của KBC nó cũng rất là ok ITA là một mã cổ phiếu pen thì đối với con em này á, thì chúng ta cứ bình tĩnh từ từ và trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm cái biên tích lũy kỹ thuật của nó vùng 39 đến 4.15 và anh em chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta tích lũy thêm cổ phiếu ở trong cái biên này bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng là khi mà ITA đẩy lên thì nó đều diện nó đều dồn lại về cái vùng này các anh chị nhìn thấy những cái nhịp đẩy lên đấy thì nó đều dồn lại và chúng ta hiểu được cái đặc tính kỹ, kỹ, kỹ thuật và đặc tính tạo lập của cổ phiếu như vậy thì chúng ta không tội gì chúng ta phải đua xanh cả chúng ta bình tĩnh chúng tác vào vùng 4 Đó vùng 4 4.15 chín đó là những cái vùng uh, kỹ thuật mà các anh chị có thể thu gom dần dần. Để chúng ta chờ đợi cái dòng tiền, dòng tiền của ITA nó chưa có. Uh, đối với SSC, uh, thì trong tuần vừa qua thì SSC cũng đã có một điểm đánh break lên trên cái kênh xu hướng này và sau đó thì nó đang có khoảng tầm bốn cây nến uh, đang khá ngập ngừng ở trên vùng 34 cộng. Uh, không sao cả bởi vì lực cầu của SSC ở trong thời điểm hiện tại cũng đang bắt đầu có những cái tín hiệu uh, về 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 cầu khá là tốt rồi. Ờ, dòng tiền đang duy, duy, trì được khoảng tầm được 1,5 đến 2 triệu cổ phiếu trên một phiên và với góc độ kỹ thuật hiện tại của SSC thì chúng sẽ tiếp tục ngắm cái vùng cản kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 36 đến khoảng vùng 37 bảy xu hướng khả năng thì khi chạm về vùng kháng cự này thì nó sẽ chỉnh cung một nhịp nữa rồi nó mới kéo được và chúng ta sẽ xem xét cái nhịp chỉnh cung lại ở quanh vùng 35 ờ, IDC ở trong tuần thì IDC cũng đã chính thức chạm lại vùng kháng cự kỹ thuật 43 40.3 ba 40.3 các anh chị Đồng thời thì nó cũng có vùng hỗ trợ đây 37.5 vùng 38 thì đã có phân tích rồi à, Với cái tín hiệu đi của IDC hiện tại thì nó đang đi tương đối là rời rạc Và nó chưa có cái sự kết nối à, Chính vậy nên là khả năng thì tuần tới IDC vẫn sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 40 <laughs> à, Xin lỗi cả nhà à, Quanh vùng 39.5 39.5, 39.2 đây này Tức là nó vẫn sẽ có một cái nhịp nhả nhả nhỏ nhỏ ở đây Uh, rồi sau đó uh, chúng ta xem nếu như mà IDC mà nó xuất hiện được một cây nến đè lên ở vùng 40 cộng Và khoảng trên vùng 41 thì đây là tín hiệu kỹ thuật rất là tuyệt vời Để chúng ta uh, có thể kỳ vọng ở nhịp này Ta xây cái target kỹ thuật lên khoảng quanh vùng 43 <laughs> Ở cổ phối VGC cũng khá là tốt đúng không anh chị trong nhịp vừa rồi thì cũng đã tập trung để phân tích những một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật Ở quanh vùng 32.5 đến khoảng vùng 33 Và kể từ đây thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái nhịp sóng hồi Ờ, trong thời điểm 2 tuần vừa qua thì như vậy là VGC lần lượt xây lên được cái vùng 36, 36 Và sau đó thì hiện tại là đang tiệm cận lại cái vùng cản kỹ thuật 38 năm đến khoảng vùng 40 Đây là vùng cản kỹ thuật tương đối là mạnh Thì khi cổ phiếu về đến vùng này thì tuần tới các anh chị có thể uh, canh để chúng ta chốt bớt một phần đó, uh, Chúng ta có thể chốt bớt một phần và sau đó thì uh, cổ phiếu chỉnh cung kỹ thuật lại Ở khoảng quanh vùng 36.5 thì đấy sẽ đợi để chúng ta có thể thu gom thêm Uh, với mức độ kỳ vọng ở trong nhịp này thì uh, nhóm ngành bất động sản công nghiệp cũng đang đánh khá là tốt lực cầu của em này cũng đang đạt từ 1,8 triệu đến tầm 2 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là ok rồi thì chúng ta sẽ hướng đến cái vùng cản kỹ thuật của nó cao hơn ở quanh vùng 44 đến khoảng vùng 45 ở à, cổ phiếu DTD DTD thì quá là siêu siêu khủng rồi thì đối đối với DTD cũng đã có những cái phân tích bắt cổ phiếu này khá là sớm từ vùng 15 đến khoảng vùng 16. Sau đó thì chúng ta ngắm target kỹ thuật 1 ở vùng 21, target 2 ở vùng 23.5 và target kỹ thuật 3 ở khoảng quanh vùng 30. Thì tuần này thì gần như DTD đã suýt soát đạt mắc target 30 trên 30 và nó bắt đầu có một nhịp chỉnh cung. Khả năng thì nó sẽ rũ, nó sẽ rũ lại một nhịp về khoảng quanh vùng 24. Sau đó thì nó lại kéo tiếp một nhịp nữa rồi, rồi khi đó có chết thì nó mới chết bởi vì là Ê, các anh chị này cái đặc tính tạo lập của của thằng này nó như vậy bạn nó kéo rất là sốc và sau nhịp kéo sốc đó thì nó cũng sẽ có một nhịp rũ rất là sốc và sau đó thì tiếp tục nó kéo nhịp thứ hai bằng đỉnh và nhịp thứ ba thì nó mới bắt đầu đi phân phối và chỉnh cung thì đây cũng như vậy thôi khả năng thì uh, nó đánh từ vùng 15 mà lên đến đoạn vùng 30 tức là khoảng 100% rồi như vậy là uh, nó chốt thì cũng cũng đúng thôi cổ phiếu tiếp các anh chị đưa vào tầm ngắm và Đối với tip thì hiện tại nó mới hình thành được một cái trend tăng kỹ thuật ở đây thôi Và cái dư địa để mà tip tăng nó còn rất là nhiều Và trong cái thời điểm hiện tại thì ông nhìn thấy rằng là cái dòng tiền tạo lập của tip cũng đã đánh vào khoảng tầm từ 300 đến 400 nghìn cổ phiếu trên một phiên Và tip là một cái mã cổ phiếu mà rất có duyên với team của ông Lê Ở đây hiện tại ở đây thì vùng 20.5 vùng 21 các anh chị có thể túc tắc mua dần Và cũng có thể dự phòng thêm cái khả năng xu hướng là có vùng 19 đến khoảng vùng 19.5 ở ờ, tuy nhiên có có vùng này hay không thì bây giờ không ai dám chắc được cả là 100% cả. Như vậy thì để mà chúng ta không bị nhỡ vị thế thì chúng ta vào dần và cứ căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta chúng ta vào. Trong trường hợp nếu như mà nó đánh vượt thoát vùng 22 như vậy là sẽ chắc chắn là sẽ không về cái vùng đấy nữa rồi. Đó, trong trường hợp nếu tuần tới mà dòng tiền tạo lập họ đánh vượt thoát vùng 22 thì trong cái phiên mà cổ phiếu này break vùng 22 thì các anh chị phải mua điểm mua cuối cùng và mua full cổ phiếu ở trong cái điểm đó. Đó ví dụ vậy, sau khi mà chúng ta đã tích lũy xong. Đó, còn nhiều anh chị là cứ bảo ừ theo phân tích thì chúng mà chờ về đây nhưng câu chuyện là đôi lúc nó không về đây mà nó chỉ về đến trên vùng trận vùng này thôi và sau đó nó gì nó chạy luôn đó tiếp theo thì chúng sẽ đi uh, phân tích cho các anh chị nhóm ngành bất động sản dân cư và nhóm ngành bất động sản dân cư thì uh, trong tuần vừa qua cách đây 3 ngày Uh, thì uh, lần uh, rất nhiều các mã cổ phiếu, uh, cách là hai ngày thì uh, rất nhiều các mã cổ phiếu đạt điểm mua ví dụ như là D DXG lúc đó khoảng 9h27 phút ngày mùng 10 tháng 5 thì uh, đất xanh ăn thêm dG ăn thêm SEA ăn thêm Đạt Phương ăn thêm HDG HDC ăn thêm HQC VSCR thì không nói nữa rồi CCL C2 cũng ăn thêm 14.5 14.8 Uh, và Penny, ở đây này mình có phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu Penny này, MST, MBG, HHS này. Cổ phiếu SAM này, SAM cũng đang rất ok này, TTF cũng hiện tại cũng đang rất ok thì một số các mã cổ phiếu này còn thời gian thì cũng sẽ phân tích cho các anh chị. Uh, rồi, đầu tiên uh, chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu sell, Em sell hiện tại uh, tín hiệu kỹ thuật tốt, cầu tốt. Và uh, và đặc biệt là cái vùng chỉnh cung kỹ thuật 23 đến vùng 23.5 ở đây thì rất nhiều anh chị em đã bắt được ở vùng này. Sau đó thì tuần này thì xe đã chính thức vượt vùng 20 cản 26 và đang hướng về vùng cản tiếp theo đó cản 28. Hồi, phiên ngày hôm nay là một cây nến test ở đầu ngọn nến cực đẹp. Cây nến test này là cực đẹp. Như vậy thì nếu có chỉnh cung, nếu có chỉnh, nếu có test thì xe xe nó cũng chỉ test về khoảng theo quan điểm kỹ tuần cùng thôi nhá. Ờ, không thì sau các anh chị bảo thằng này nói phép. Đó, nó nó cũng chỉ test về khoảng quanh vùng 26.2 26.5 thôi đó, test về đây và sau đó thì xe sẽ tiếp tục à, hành trình mục tiêu công cản 28 và xa xăm hơn đó là xe nhịp này chúng ta sẽ hướng cản 30. À, DG cũng khá là tốt, DG cũng báo ăn thêm ở trong cách đây hai ngày đó và hiện tại thì tín hiệu kỹ thuật của DG à, sau những cái vùng gom kỹ thuật ở đây đó là vùng 16 16.5 ở à, cái nhịp này thì các anh chị em cũng đã gom khá là tốt bởi vì cũng đã có diện đã có phân tích cái vùng chỉnh kỹ thuật cho mọi người rồi. Và sau đó thì DG tiếp tục bứt cản 18 Hiện tại thì nó đang hướng vùng 20 đến vùng 20.5 Và bứt được cái vùng 20.5 thì sẽ kéo lên vùng 22 khoảng vùng 23 Sau đó nó sẽ chỉnh cung một nhịp nữa và và khả năng cao khả năng cao thì gì ạ? thì DG bắt đầu đi vào một cái sóng tăng một cái sóng tăng tuần các anh chị một cái sóng tăng tuần và khi mà nó đi vào một sóng tăng tuần như vậy á thì nó đi dài và nó đi rất là xa đi dài và đi rất là xa, chúng ta lưu ý. Và hiện tại lực cầu của HDG đã đánh trung bình từ 25 triệu đến 40 triệu trên một phiên, như vậy là tay to nó nhảy vào nó chơi rồi. Đó, mà tay to nó nhảy vào nó chơi rồi thì như vậy là chúng ta đi theo thôi. Và cổ phiếu tiếp theo, thứ ba, ưu tiên số 3 đó là đất xanh. Thì đất xanh hiện tại cũng như vậy, đất xanh cũng đã báo mua thêm. À, cách đây hai ngày chính là phiên này, khi đó thì đất xanh bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật mà ông bắt đầu cảm nhận thấy là nó vượt thoát vùng 3.5 ở đây. Đấy là 13.7 đây là bắt đầu chúng ta phải hò dô ta luôn đi. Đó và trong phiên đó thì đất xanh đã bứt được cản 14 và hiện tại thì đang tiệm cận về cái vùng kháng cự 15. Các anh chị nhìn thấy đây, đây vùng kháng cự 15 là một vùng cản rất mạnh của đất xanh. Trong cái quãng thời gian vừa qua thì gần như đất xanh không thể bứt được cái cản này, không thể bứt được cản này và cứ mỗi lần chạm cái cản này là nó đứt. Nhưng ở nhịp này, nhưng ở nhịp này thì quan điểm kỹ thuật cùng nhìn khả năng nó sẽ khác. Đất xanh có cơ hội để bứt cản 15 và hướng về vùng 16.8 đến khoảng vùng 17 ở đây ở ờ, tuần tới thì khả năng sẽ có những cái điểm tích lũy ở quanh vùng 16 16 2 16 3 thì cũng sẽ căn cứ tín hiệu kỹ thuật và sẽ có thêm các khuyến nghị để mà mua thu thu, thu mua thêm HDG hiện tại cũng đang khá là tốt đó sau khi mà HDG chạm cản vùng 35 đây các anh chị này trong phiên giao dịch của ngày thứ thứ uh, gọi là phiên 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 quay trở lại sau vùng nghỉ lễ thứ năm và thứ sáu thì đây là thứ năm thì nó quay lại À, nó có xu hướng quay lại ở vùng 33 33.2 ở đây và sau cái bay ở đây thì nó lại gì ạ nó tiếp tục công cản 35 và cái xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu thì cũng đánh giá hiện tại là tương đối ổn để chúng ta có thể ngắm về vùng cản kỹ thuật ở vùng 36.5 đến khoảng vùng 37 ở trong tuần giao dịch tiếp theo <laughs> HDC cũng như vậy HDC ở đây chúng ta có vùng tích lũy kỹ thuật ở đây này tức là HDC có vùng cản trước hết là vùng cản 36 thì các anh chị nhìn thấy đây là hai cái nến Đấy, hai cái nến ở đây nó tiệm cận về vùng cản đây và nó bắt đầu diện nó bắt đầu có sự suy yếu sự suy yếu này thì nó sẽ test lại vùng 34 34.5 và khả năng tiếp tục sẽ quay lại vùng cản 36 ở đây như vậy HDC ở trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ uh, chú ý những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn Nam Long hiện tại cực kỳ đẹp luôn Nam Long cực kỳ đẹp đó Nam Long tuần vừa qua thì nó cũng đã đạt mắt cái vùng giá mục tiêu 35 trên 35 đó các anh chị đó và sau đó gì ạ nó tích lũy thì cái điểm tích lũy kỹ thuật này các anh chị nhìn thấy đây ở đây nó đang có một cái phân kỳ tăng ngắn hạn và như vậy ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 32.5 vùng 33 tuần tới nó sẽ tích lũy và khả năng cao thì nó cũng sẽ tích lũy thành công ở vùng này và một cái điều kỳ vọng đó là lực cầu tiếp tục uh, kỳ vọng là đánh vào khoảng tầm từ 5 đến 6 triệu cổ phiếu trên một phiên và nhịp này thì khả năng cao thì 55 cũng sẽ bứt cản 35 để chúng ta có thể đi về hướng về cái vùng giá mục tiêu cao hơn ở khoảng quanh vùng 39.5 đến khoảng vùng 40 đối với Nam Long. Nhà từ liêm hiện tại cũng đang rất là đẹp, đó rất là đẹp luôn. Thì nhà từ liêm lật lại những cái vùng bản tin trước đây thì vùng 19.2 đó là vùng vùng hỗ trợ kỹ thuật và trong tuần vừa qua thì cũng đã có phân tích những cái xu hướng kỹ thuật là nhà từ liêm nó sẽ có xu hướng test lại vùng 22 và điểm sâu hơn nó sẽ là vùng 21.2 đến vùng 21.5. Tuy nhiên trên thực tế thì nó chỉ test về khoảng quanh vùng 22.2 thôi và bắt đầu lực cầu nó vẫn tiếp tục duy trì tương đối là ổn định ở đây cây nến này hôm nay là một cây nến test đầu ngọn nến cực đẹp đối với nhà Từ Liêm như vậy khả năng tuần tới thì nó sẽ hướng về vùng cản 24.8 đến khoảng vùng 25 ở ờ, KDH ở đây cũng khá là đẹp đó ờ, về mặt bản chất thì KDH cũng đã hoàn thành mua giá mục tiêu mà đặt ra ở đây là, là vùng quanh vùng 30.5 các anh chị rồi sau đó nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật ở đây một điểm chỉnh cung nhẹ và khả năng sẽ tiếp tục kéo lại về vùng 30.5 đến vùng 31 và sau đó nó sẽ tiếp tiếp tục test cung nói chung là cái em 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 kdh này thì cái thanh quản nó nó nó, nó chưa được là ok cho lắm chính vậy nên là uh, các anh chị đánh thì chúng ta cũng chú ý bởi vì đây cái vùng 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 ba mươi năm vùng 31 này đây cũng đang là vùng cản kỹ thuật của cổ phiếu uh, còn đương nhiên chúng ta cũng đã có những cái điểm mua 27.6 đến vùng 28 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì đã phân tích rồi đó thì khá là tốt đúng không ạ đạt phương hiện tại xu hướng cũng hoàn toàn là ok happy rất happy À, đối với Đạt Phương thì Hùng cũng đã có phân tích này Ví dụ điểm mua này là vùng 26, vùng 27 này Điểm mua này là vùng 28, vùng 28.5 này Và trong tuần vừa qua Trong tuần vừa qua thì cũng đang ngắm ở vùng 30.5 đến vùng 31 Tuy nhiên điểm này chưa có Mà nó chỉ nó chỉ test nhẹ về khoảng quanh Ở đây là 31.3 thôi Tức là còn 0.3 like nữa thì mới về đến vùng 31 Và sau đó nó vượt lại vùng 32 À, nhìn xu hướng của đạt phương như này cũng là tương đối ổn như vậy thì hoàn toàn có thể chúng ta sẽ ngắm về cái target kỹ thuật của đạt phương ở trong những tuần giao dịch tiếp theo ở quanh vùng 35 35.5 vùng này thì canh chốt là hợp lý rồi rồi đây là kháng cự ngắn rồi à, các cái mã cổ phiếu pen gồm có mã cổ phiếu hqc hqc trong tuần này thì cũng đã chính thức đạt được cái mắc target đó là 5 trên 5 và hiện ngày hôm nay nó đánh khoảng 5.15 và hiện tại ở đây có vùng 4.8 như vậy tuần tới thì Hùng sẽ tập trung để chúng ta quan sát thêm cái khả năng lấp cáp và chịu tải của HQC ở khoảng quanh vùng 4.8. Phiên ngày hôm nay nó giao dịch khoảng tầm 32 triệu cổ phiếu như vậy là lực chốt cũng tương đối là mạnh, tương đối là mạnh phiên này. Tức là nó công cản nhưng mà nó công không thành. Đó. SCR thì vẫn đẹp, vẫn đẹp các anh chị. Uh, ờ, SCR tuần này công vùng cản 8, và đồng thời thì nó cũng đang có một cái điểm test kỹ thuật 78 đến 79 như vậy tuần tới khả năng SSR sẽ có thêm cái điểm những điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh 78 79 Các anh chị có thể canh thu gom thêm theo quan điểm của như vậy bởi vì con này thì chúng ta đã có những cái vùng gom khá là thấp ví dụ vùng, vùng 64 4 6.5 này. ở trong những cái tuần vừa qua thì ở quanh vùng 7 đến khoảng vùng 7. Chấm mấy đến này, 7.2, 7.3 này. Đó, quanh vùng 7.2 và lên đến đây thì chúng ta tiếp tục gom thôi bởi vì theo như cái cái, cách đánh giá nhìn nhận thì khả năng nhịp này nó sẽ công về vùng 9 8 tám đến khoảng vùng 9 đây là vùng cản kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu SCR uh, LDG thì nó đang dính thanh tra các anh chị nhưng mà về mặt kỹ thuật thì nó vẫn đang tương đối là tốt đấy nó vẫn giữ được vùng 4 đến vùng 4.2 và đây vùng cản kỹ thuật ở vùng 4.8 đến vùng 5 chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu của tạo lập họ sẽ đánh như thế nào à, uh, DRH thì cũng không có gì thay đổi cả vùng hỗ trợ đây đó là vùng 4.5 4.7 4.8 4.9 đó là những vùng có thể thu gom thêm và những cái vùng kháng cự ngắn nho nhỏ, nhỏ ở đây thì vùng 5.6 5.8 thì có thể bán ra ở trong tuần này thì nó cũng đã công lại vùng kháng cự 5354 ở đây và nó đang có hai cái nền test kỹ thuật như vậy khả năng thì tuần tới còn có những cái điểm test kỹ thuật về khoảng quanh vùng 52 à, uh, nhịp này thì có thể hoàn toàn là ngắm ở vùng 5758 là hợp lý thậm chí nó có thể cao hơn một nhịp ta làm khoảng tầm 10 đến 15% đấy các anh chị Nhìn từ điểm này đến điểm này là 15% đấy Chúng ta cứ chia ra chúng ta sẽ biết Giới thiệu thêm cho anh chị mã cổ phiếu CCL thì đối với CCL Ở đây này chúng ta nhìn về mặt tạo lập tức là Tạo lập của CCL là một cái mã cổ phiếu rất là hay Trong quá khứ thì nó đã từng đánh rất là tưng bừng và hiện tại ở đây nó cũng đang có những cái Nút thắt về mặt kỹ thuật của cổ phiếu Đó và cái nút thắt này thì cũng đang ngắm thấy rằng là dòng tiền tạo lập thì tay to cũng bắt đầu vào quẩy đây rồi. Đó, sau một cái nhịp đánh lên, vừa à, thoát vùng 5.7 nó tích lũy đây. Và hiện tại đây thì nó đang cố xây ở cái điểm cao điểm ở 6.35 đến vùng 6.5. Thì đây là cái vùng mà chúng ta có thể gì ạ? Túc tắc chúng ta thu gom dần dần. Chúng ta vừa thu gom, chúng ta vừa ngắm. Rồi có thể là vùng 6 ở đây nữa, vùng 6 đến khoảng vùng 6.2. Đấy. À, à, vùng 6 này đến khoảng vùng 6.2 gì đó 6.1 ở đây 6.2 thì vùng này cũng có thể sẽ là cái vùng tiếp theo để các anh chị có thể thu gom có thể nó sẽ chỉnh cung về một trong hai cái điểm này nói chung túc tắc từ từ bởi vì CCL bây giờ đã vào chạc tuần rồi thì chúng ta gom dài chúng ta đánh dài ở cổ phiếu ADS cũng như vậy ADS cũng là một mã cổ phiếu mà cũng đã phân tích khuyến nghị đầu tư ở trên room ADS ADS thì cái tính đầu cơ của con cổ phiếu này ADS khá là hay và ở vùng ngày 12 tháng 3 thì cũng đã bắt đầu ngâm cứu thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của ở đây ở biên 12.5 12.8 sau đó thì chúng ta sẽ tính toán thêm các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo đó 12.5 12.8 đó 12.5 12.8 12 thậm chí là sau đó thì còn có thêm cả những cái điểm thu gom ở khoảng quanh 11.3 11.5 cũng uh, tương đối là tốt và sau những cái điểm này thì cổ phiếu bắt đầu uh, tuần này thì bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật uh, tích cực hơn Tuần tới thì khả năng là ADS sẽ tiếp tục đánh lại về quanh 13 sáu đến khoảng 18 và <laughs> nó sẽ có xu hướng <laughs> uh, nó sẽ có xu hướng chỉnh cung nhẹ và sau đó thì nó sẽ tiếp tục lực cầu để mà đẩy uh, cổ phiếu đi lên và trong cái thời điểm hiện tại thì ADS cũng chỉ còn một cái vùng cảng kỹ thuật này nữa thôi và sau khi bứt cái vùng cảng kỹ thuật này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái xu hướng kỹ thuật đánh lên ở khoảng quanh vùng 16 thì đấy là một số các cái uh, mã cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản dân cư thì mình có giới thiệu cho các anh chị sơ bộ như vậy chúng ta tham khảo thêm uh, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích sang nhóm ngành thép thì uh, trong cái bản tin một trăm bảy mươi mấy đây này một trăm bảy mươi xem lại nào nào. Đây trong một cái bản tin 176 Đó thì Hùng chỉ phân tích đúng ba nhóm ngành cổ phiếu Mía đường, thép và nhóm ngành chứng khoán Và đấy là ba cái nhóm ngành tiêu điểm Hùng đang nhận diện thấy những cái tín hiệu kỹ thuật Có thể có cái tín hiệu đột phá ở trong tuần vừa qua Ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo đây này Chính là tuần giao dịch 170 11 176 vừa qua đây này. Đó, <laughs> vừa kết thúc xong. Đó thì đấy sẽ là À, những cái nhóm này mà nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật đó. đột biến thì mình nhấn mạnh thêm ở trong cái bản tin đó thôi còn lại thì mình không có phân tích thêm các mã cổ phiếu khác à, thì các anh chị em có thể nhìn thấy đây đối với hòa phát ở trong thời điểm hiện tại là nó đang xây chạc tuần rất đẹp đang xây chạc tuần rất đẹp và khi mà nó xây dọc tuần rất đẹp như vậy thì nó cái cơ hội để mà cổ phiếu đi theo cái trend tuần nó sẽ rất là lớn sẽ rất là lớn đó là những cái tiềm năng sắp tới của nhóm thép có thể à, có cái sự bứt phá rất là mạnh đó có có sự bứt phá rất là mạnh thì đối với hòa phát ở đây <laughs> các anh chị nhìn thấy là trong những nhịp mà nó đẩy về chỉnh cung thì nó không thủng vùng 19.8 sau đó thì có phân tích ở vùng 20.4 và trong tuần vừa qua chúng ta có nói đến những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 21 21.3 thì các anh chị nhìn thấy là líu nhíu líu nhíu ở đây là về đến vùng 21.3 và gì sau đó nó bắt đầu nó bật thoát bay lên. Thì cái điểm bật thoát của phiên kết tuần này nó rất là đẹp đối với Hòa Phát nó bứt được cái vùng 22 cộng khá là đẹp Tuy nhiên thì nó vẫn chưa thể vượt thoát được cái vùng 2.5 nên khả năng cao thì nó sẽ lừng khừng thêm đến 1 đến 2 phiên của thứ hai thứ ba tuần tới đó và lực cầu tiếp tục đẩy trở lại thì nhìn nhìn về mặt ý đồ thì khả năng nhịp này thì uh, Hòa Phát sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 23.5 đến vùng 24 các anh chị lưu ý ở điểm này Hoa Sen cũng như vậy Hoa Sen cũng đã có một cái điểm chỉnh cung cực đẹp đó đó là vùng đây các anh chị, đúng không ạ? Hai cây nến của ngày sau kỳ nghỉ lễ Thì nó về vùng 15.3 như đã dự kiến Và sau đó thì nó bắt đầu có một lực cầu Ngày hôm nay thì nó đánh chạm cản 16.5 Nên nó bị lùi lại thôi Về vùng kháng cự mà Thì khả năng tuần mới Cổ phiếu này sẽ cố kéo lên khoảng quanh vùng 17 Và sau đó nó sẽ tích lũy chỉnh cung Điểm tích lũy chỉnh cung hợp lý Điểm tích lũy chỉnh cung hợp lý Đó là sẽ không đánh thùng ở vùng 16 Và lực cầu tiếp tục được mồi chài vào đây, tức là nó, nó tiếp tục đánh trung bình khoảng tầm độ 20 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đó, đánh trung bình khoảng tầm 20 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là cái cơ hội để mà à, hóa Sen vượt thoát cái vùng à, vùng vùng 17 cũng là rất cao và khi mà nó bay được vùng 17 rồi thì chúng ta có thể ngắm ở vùng 18 đến 18.5 đó là cái kỹ thuật tiếp theo của hóa Sen. Nam Kim cũng uh, <laughs> cũng có một cái tín hiệu kỹ thuật giao dịch cực kỳ tốt. Đó, đối với Nam Kim thì cũng đã có phân tích ở vùng 14.3 đấy các anh chị và đúng thật là hai cây nến uh, sau kỳ nghỉ lễ thì nó cũng về đúng 14.3 và sau đó nó bắt đầu bứt lên. Và trong cái bản tin cập nhật 176 thì cũng có phân tích cho các anh chị một cái ý ở đây đó là gì? Cổ phiếu này nó cần có một cây nến hammer để nó đẩy thoát được cái vùng ở đây là vùng 15. Và khi mà nó xuất hiện được cái cây nến này thì cái khả năng cao nó sẽ kéo về vùng 16. 3 đến khoảng 18.5 và đây là đây là những cái tín hiệu kỹ thuật đang cực kỳ tốt của cổ phiếu Nam Kim. Tín hiệu đường MACD đang từ đỏ chuyển xanh. Thì có nghĩa là gì? Cổ phiếu đang từ xu hướng tiêu cực mà chuyển sang xu hướng tích cực, xu hướng tăng điểm. Đó. Cổ phiếu VGS đẹp như cô tiên. Đấy, làm gì cho nó lại đúng không anh chị? VGS thì đánh quả này hơi kinh. Uh, tuy nhiên là gì đó chúng ta đã phân tích một cái chiều dài đúng không ạ 11.5 12 12.2 đó là vùng mà cái gì? vùng thu gom 13.5 đến vùng 14 thì canh mà chốt nhưng mà cây nến này thì chắc là không ai chốt bởi vì là nó khỏe quá đó nó khỏe quá và lực cầu nó tốt thì tội gì từ từ đã đúng không ạ đấy <laughs> lực cầu đang khá là tốt và cái xu hướng này thì uh, tuần tới thì khả năng sẽ ngắm đến vùng 15.5 đến vùng 16 nói chung là VGS quả này đánh thì hơi 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 thần sầu hơi đẹp và đối với nhóm thép các anh chị lưu ý, à trong những cái cái, cái tuần giao dịch vừa qua không có phân tích hai mã cổ phiếu PEN, nhưng đến thời điểm hiện tại đưa vào hai cổ phiếu PEN này là hai mã cổ phiếu chiến lược của nhóm thép có thể nhân tài khoản. Đó chính là mã cổ phiếu TVN và TLH. À, cái tính đầu cơ của hai cái thằng này nó cực lớn và trong những cái thời gian vừa qua mình không phân tích bởi vì sao bởi vì là ví dụ TLH thì nó chủ đạo là nó tích lũy biên nó tích lũy biên 6.4 và vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 7.5 đó nó cứ đi ở trong biên này thôi thì như vậy là nếu như mà chúng ta gọi là xác định đánh dài thì về cái vùng hỗ trợ này thì tập trung của chúng ta thu gom nhưng đến tuần này thì nó bắt đầu có cái tình tiết đó là hai phiên giao dịch của ngày hôm qua và ngày hôm nay lực cầu của TLH đã đạt trung bình trên 2 triệu cổ phiếu trên một phiên Đấy là một lực cầu rất lớn Và lực cầu này thì không phải là tay nhỏ mà là tay to Mà khi tay to nó đã nhúng vào rồi á, Thì lúc đó có nhiều câu chuyện hay lắm các anh chị đó, Tay to đã nhúng vào rồi thì chúng ta bơi theo Và đây sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật mà các anh chị khơi màu cho một cái cuộc chiến của cổ phiếu TLH bắt đầu Và view chạc tuần các anh chị nhìn thấy đây khi tay to nó chơi À, các anh chị nó chơi từ vùng 6 mà lên tận vùng 22 nhá rồi nó mới đổ đấy nên là nhịp này nó cũng chưa biết là 20 22 thì chưa biết nhưng nó đã có những cái tín hiệu cầu vào rồi thì để mà không nhỡ vị thế thì có thể phiên ngày thứ hai nó sẽ có quanh vùng giá 8 thì các anh chị có thể à, có thể là vào một phần hàng ở đây ở quanh 8 và nhịp này thì theo như cái cái cách nhìn nhận đánh giá của ông Lê thì khả năng là TLH sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 9 và sau đó nó sẽ chỉnh cung, đó, nó sẽ tạt lại vùng 8 hoặc là vùng 7.5. Thì khi mà nó quay trở lại vùng test cung, kỹ thuật ở vùng 7.5 đến vùng 8 thì đấy sẽ là những cái cơ hội để chúng ta bắt đầu tích lũy cổ phiếu mạnh thêm của cổ phiếu TLH sau cái giai đoạn tích lũy này. Tiếp theo là mã cổ phiếu TVN cũng hoàn toàn tương tự như vậy. TVN ở trong những cái bản tin phân tích tuần trước đây thì hùng có nói đến là cái biên 5.3 cộng trừ 0.3. Tức là đây cái đường 5.3 đây và có thể là nó sẽ test lại ở vùng 5 và nó có thể test lại ở vùng 5.6. Đó okay anh chị. Thì ở đây nó cũng bắt đầu xuất hiện một cái tình tiết kỹ thuật tương đối là hay. Ở đây thì khả năng tuần tới thì nó sẽ đánh chạm cản vùng 6 và khỏe khoắn hơn thì nó sẽ đánh đến vùng 6.7 và sau đó nó sẽ diện nó sẽ bắt đầu quay trở lại một nhịp test cung kỹ thuật và cái nhịp test cung kỹ thuật đó các anh chị tập trung thu gom đánh mạnh vào, đánh mạnh nhịp này vào. Tức là đó, ngoài những cái con mã cổ phiếu chiến lược đó thì chúng ta sẽ có hai cái mã cổ phiếu của ngành thép và vừa cổ phiếu pen nó cũng rất là ok, rất là hay. Rồi, nhóm anh thứ 8 chúng ta sẽ phân tích đó nhóm anh vật liệu đầu tư công gồm mã cổ phiếu KSB thì đối với KSB <laughs> À, bây giờ chú, chú ý mà chốt thôi đó thì KHB ở đây anh anh chị này đó vùng 23.5 đến vùng 24.5 24 đây là vùng chỉnh cung kỹ thuật đó là vùng mà diện chúng ta sẽ canh để chúng ta thu gom và lên đến cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 27 ở uh, tám ở đây chúng ta canh chốt và hiện tại thì nhóm ngành đầu tư công cũng đang có những cái uh, xu hướng kỹ thuật khá là tốt chính vậy nên là uh, các anh chị em uh, chúng ta sẽ cầm nắm và chúng ta sẽ hiện thực khóa lợi nhuận mã cổ phiếu PLC thì ở đây đối với PLC thì đối với PLC ở đây á, thì cũng đã có phân tích rồi vùng cản kỹ thuật ở đây vùng 34 35 36 ở đây là những vùng mà các anh chị canh chốt còn cái vùng mua ở đây đây này vùng 31 đến vùng 32 đó là vùng mua Ngày 17 tháng 4, ngày 7 tháng 4, PLC 31.5 đến 32 chủ động ăn thêm, vùng 34 35 thì bán ra KSB. Ờ vùng 25.5, vùng 26 thì lướt vào vùng 27.5 28 29 thì bán ra, đấy. Ờ đúng quy trình mà làm. Cứ hỗ trợ thì các anh chị chém vào mà đúng kháng cự thì cứ thế mà táng ra. Đấy, tạm thời như vậy cho nó lành. À ờ, BCC cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là ok vùng hỗ trợ đây đó là vùng 10.7 đến vùng 11. Phiên ngày hôm nay thì đã chạm cản vùng 12. Khả năng với lực kéo khá là tốt, nó lực cầu tốt như này thì BCC nhịp này chúng ta sẽ ngắm lên vùng 12.5, 12.7 và sau đó nó sẽ diện nó sẽ chỉnh cung và khi cổ phiếu về đến vùng kháng cự này thì các anh chị cũng có thể là canh để mà mà chốt cổ phiếu hạn HT1. Rất may đó là HT1 đã tích lũy thành công ở vùng 13.7, 13.5 đấy những cái nhịp tích lũy xíu xíu này và nó không thủng vùng 13.5 và gì ạ. và trong cái tuần sau cái phiên nghỉ lễ thì nó bắt đầu nó đẩy lên được ở trên vùng 3.5 cộng một cây nền test ba cây nền test và uh, xuất hiện thêm những cây nền test uh, sau đó khá là tích cực cản kỹ thuật 14.5 đến vùng 17 sau đó thì nó sẽ có xu hướng test lại ở vùng 14 14.2 khả năng nhịp này thì tuần tới nó vẫn có vùng 14.2 và đầu tư công đang rất là tốt nên là cái khả năng mà 15.5 đến vùng 16 uh, chúng ta sẽ chú ý để chúng ta có thể chốt bớt một phần ở vùng đó uh, 9 là nhóm ngành đầu tư công gồm mã cổ phiếu vcg 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 khá là ok À, vùng chỉnh cung kỹ thuật đã phân tích ở đây Quanh vùng 19 à, Tuần này thì VCG đánh khá là tốt Và có thể hướng cản vùng 20.5 đến khoảng vùng 21 Đây là kỳ vọng của cái tuần giao dịch tiếp theo Và khi về đến vùng cản kỹ thuật này Thì khả năng nó sẽ có sự rung lắc ở đây à, C4G em mới lớn mạnh rồi đó Thì trong cái nhịp chỉnh cung của C4G Chúng ta đã dò tìm lại vùng 1.5 đến vùng 11.7 Uh, rất là hợp lý, rất là hợp lý. Tuần uh, sau tuần nghỉ lễ thì V C4G bắt đầu tiếp tục được đẩy lên vùng 12.3, cản kỹ thuật thứ nhất và tuần này thì nó đóng uh, tiếp tục được đẩy lên cản vùng 13.3, mặc dù là có thời điểm là 3.5 nhưng không đóng cửa được ở cái vùng kỹ thuật cao nhất. Uh, nhìn về mặt xu hướng như này khá là đẹp. Uh, lực cầu trong 3 phiên giao dịch, 4 phiên giao dịch gần đây thì trung bình đã đạt trên 5 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy thì là tay to nó cũng đang quẩy khá là tốt ở vùng này. C4G tuần tới khả năng nó sẽ có những cái nhịp test cung lại đó, Nó sẽ có những cái nhịp test cung lại ở khoảng quanh vùng 13.3 Hợp lý là sẽ là như vậy à, Xin lỗi cả nhà, quanh vùng 13 à, Sau đó lực cầu tiếp tục được đẩy lên Và kỳ vọng ngắm lại vùng cản 14.5 đến khoảng vùng 14.6 FCN phiên ngày hôm nay thì tăng tím kịch trần Tăng tím kịch trần luôn Và chạm đúng cái vùng cản kỹ thuật 12.5 thì ở đây chúng ta thấy rằng 12.5 uh, FCN thất bại, ở đây 12.5 FCN thất bại và ở đây 12.5 FCN thất bại. Thì cây nến ngày hôm nay là một cây nến khá là bất thường khi mà FCN đánh gấp khoảng tầm 8 lần trung bình 21 phiên, như vậy là nó khá là bất ngờ. Đó, cái câu chuyện là như vậy và sau những cái điểm bất ngờ đó thì nó sẽ đi về lại cái quỹ đạo bình thường, cái quỹ đạo bình thường của nó. Tức là, tức là khả năng nó sẽ có cái điểm uh, test lại ở khoảng quanh vùng 12.2 đó 12.2. Và kỳ vọng là nó tích lũy thành công ở vùng 12.2 và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì khi đó chúng ta mới ngắm được lên. Đó, cái vùng ta e kỹ thuật cao hơn và khi đó chúng ta mới có thể ngắm được ở vùng 13.8 đến vùng 14. Tức là nếu mà để lên được cái vùng này thì chúng ta sẽ cần uh, cần cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 10 10 10 10 10 10, 10 12 123 này 12, 3 này. 123 này nó cần phải giữ thành công thì khi đó chúng ta sẽ ngắm thêm vùng 13.8 đến vùng 14 cổ phiếu LCG LCG cũng đẹp luôn. LCG ở đây 11.2, 11.5 hỗ trợ kỹ thuật và chúng ta có vùng cản kỹ thuật ở đây 13.3, 13.5 như vậy với xu hướng hiện tại của LCG thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng là nhịp này nó sẽ tiếp tục về vùng cản ở đây. Còn có đánh break đấy cản được hay không thì chúng ta chờ thêm bởi vì trong cái giai đoạn vừa qua từ tháng 4 từ tháng 3 cho đến hiện tại thì gần như là LCG vẫn chưa thể nó 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 qua được cái cản 13.3, 13.5 13, 13 ở đây đó. Cổ phiếu G36 cực đẹp. Ui G36 đánh quả thần sầu. Thì đối với G36 vùng 6.3, vùng 6.5 khuyến nghị các anh chị mua rồi đúng không ạ? Và sau khi mua xong thì cứ vậy túc tắc tích lũy thêm cổ phiếu thôi. Tuần vừa qua thì nó đánh lên được vùng 7.5 và sau đó phiên kết tuần thì một cây nến này cũng một cây nến gọi là thần sầu. Cây nến này thì không ai nghĩ được. Cây nến này thì chỉ có nái mới nghĩ được thôi các anh chị ạ. Chứ còn Hùng Lê cũng chịu không nghĩ được cây nến này đâu thì ông Lê chỉ nghĩ được cái cây nến nó nhỏ nhỏ bé bé thôi chứ cây nến này thì chịu ạ như vậy là tuần tới uh, kỳ vọng nó sẽ test lại ở vùng 7.8 đến vùng 8 uh, thành công uh, sau khi test thành công ở vùng này thì sẽ nâng target lên khoảng quanh vùng 9 và xa xăm hơn là nhịp này g uh, G36 sẽ đám đánh, đánh chạm 10 tức là đánh chạm mệnh được và nếu mà xét về những cái đặc tính tạo lập ở trong quá khứ thì G36 cũng có một cái đội tạo lập cực kỳ tốt. Ví dụ nhịp này nó đánh từ vùng 8 lên tận vùng 24. Và theo phép chia là 81 là 8, 8, 2, 16, 8, 3, 24. Đó, nhân 3. Thì không biết nhịp này nhân mấy thì không biết. Nhưng mà cứ tạm thời là chúng ta cứ phân tích từ từ. Ít nhất là chúng ta đã có những cái vùng giá vốn kỹ thuật ở vùng 6.3, 6.5, 6.6 ở đây là cực kỳ happy rồi nó và tuần tới thì khả năng là chỉnh cung ở đây, quanh vùng 78 đến vùng 8 tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục cân đo đong đếm ở đây để mà ngắm lên target 9 ngắm lên target 10. Bình tĩnh từ từ phân tích tiếp. À, về nhóm ngành dầu khí thì cũng sẽ lướt qua nhanh, hiện tại thì cũng không có nhiều các cái uh, yếu tố kỹ thuật đột biến nằm đâu. đấy thì nhìn chung đấy xu hướng kỹ, uh, kỹ thuật chủ đạo thì khả năng nó vẫn tiếp tục quay uh, trở lại vùng 36 5 đến khoảng vùng bảy thôi. PPS ở đây, PPS ở đây, ở trong các cái tuần mà nó chỉnh cung thì chúng ta phân tích vùng 24 6, vùng 25. Hiện tại tuần này nó đã hồi phục lên trên vùng 26 cộng và có những cái thời điểm nó đánh vượt thoát vùng 26 tuy nhiên nó chưa 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 công thành công và đóng cửa vùng 26 nhìn nhìn như thế này thì khả năng tuần tới PPS sẽ tiếp tục đánh được lên khoảng quanh vùng 27. Ở khỏe khoắn hơn, khỏe khoắn hơn thì nó sẽ đánh được lên khoảng đây này, đây là cái vùng cản kỹ thuật này 27 ờ uh, 27.5 nó khoảng 28. Đây là đây là tùy thuộc vào giá dầu các anh chị nhé VGT. Tức là VGT kỳ uh, kỳ vọng là ở vùng 70. bảy uh, 70 tích lũy thành công mà sau đó thì nó gì nó bật long lại trở đây thì như vậy là nhóm P sẽ có một cái sự phục hồi sẽ tốt ở trong uh, trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Tuần mà chúng ta đang phân tích ở đây. Rồi. PVD cũng uh, đang có tín hiệu kỹ thuật ổn à, <laughs> nhìn cái cách đi của PVD đây khi mà nó gặp vùng 21.5 thì chúng ta phân tích những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây ít nhất là quanh vùng 20.5 đến 20.7 chúng ta mua ở vùng này chúng ta không bị lỗ cái đó ít nhất là bây giờ 22.5 đang bị lại đang đang được lại nhẹ và tiếp tục hoàn thành cái target vùng mục tiêu 22 sau đó thì hiện tại là bây giờ PVD cũng đang hướng đến phiên ngày hôm qua thì nó đã hướng được đến vùng 23 như vậy vùng 22.7 đến vùng 23.3 vẫn đang là vùng cản ạ? vùng cản kỹ thuật rất là mạnh của PVD và nhìn về ý đồ rất có thể cũng có thể thôi cái này thì hùng sẽ phải chờ thêm cái cái vkti nếu như vkti thành công ở vùng 70 mươi và bật tích lũy lên thì khả năng là pvd cũng sẽ tích lũy thành công ở khoảng quanh vùng 22 22.2 và tiếp tục đánh và đánh cản vùng 23.23.3 và nhịp này sơ sơ nhịp này sơ sơ thì có thể hóng lên ở khoảng quanh vùng 26 của PVD À, tất nhiên là điều này quá sớm để nói về pvD trong thời điểm hiện tại Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần phải xem cái điểm tích lũy ở quanh vùng 22 ở đây 22.2 ở đây trong tuần giao dịch tiếp theo à, BSR thì cũng <laughs> à, Xu hướng của BSR thì đây khá là tốt Và hiện tại thì nó cũng đã chạm vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 16.7 đến vùng 17 Nó đang có những cái điểm tích lũy lại ở vùng 16.2 Là đẹp Đối chung tích lý thành công của vùng 16.2 Giá dầu phục hồi thì như vậy là chúng ta lại ngắm lại đây thôi à, 17.4 17.5 Đây là vùng cảnh kỹ thuật Thì anh chị em lưu ý chúng ta chốt bớt Bởi vì chúng ta đã có những cái vị thế mua Khá là tốt ở dưới này à, OI ở đây OI ở đây Xem nào OI ở đây đây vùng 8.9 Rất đẹp rồi Có thể thu gom ở quanh đây rồi đúng không ạ Điểm mua đây Tuần này thì nó bắt đầu chạm lại vùng 9.5 trăm sáu là kháng cự và xa xăm hơn thì sẽ ở vùng 9.8 đến vùng 10 đấy là cản của oi nói chung là về đến đây thì lại chốt bớt đi bởi vì sao bởi vì đây các anh chị đây nó cũng bị chốt đây nó cũng bị chốt thì khả năng về đây nó cũng bị chốt thôi đấy à, tư duy nó đơn giản như thế cho nó dễ hiểu phân tích làm gì cho nó mệt rắc tối anh chị em chèn bao nhiêu cái chỉ báo kỹ thuật đủ các thứ nhìn trên cái đồ thị hoa hết cả mắt làm cái gì như thế cho nó mệt mỏi đúng không ạ chúng ta cứ tuân thủ những cái yếu tố kỹ thuật rất là cơ bản vùng hỗ trợ thì anh chị chúng ta chúng ta cứ túc tác chúng ta nhặt dần vùng kháng cự thì như vậy là chúng ta cứ túc tác chúng ta bán ra Đấy, cứ làm như thế thôi chả cần phải làm gì ở nhóm ngành banh thì tuần này cũng sẽ không phân tích anh chị nhé ừ, tại vì nhóm ngành banh thì hiện tại nó cũng chưa có nhiều các cái tín hiệu kỹ thuật ừ, nhiều nói chung là chỉ có cái thằng SHB à, thằng TP Bank TP banh là đây, Banh là cũng là một mã cổ phiếu banh mà theo quan điểm kỹ thuật cùng là một định hướng cho năm 2023. À, sau cái điểm mà nó break được cái vùng 23.5 thì nó đang quay trở lại test và đóng cửa vùng 23.55 trên trạc uh, tuần. Thì khả năng uh, nhịp tới thì nó sẽ ngắm về cản vùng 24. Đó. Cổ phiếu SHB cũng là một mã cổ phiếu uh, được khuyến nghị phân tích đầu tư ở trong nhịp này thì sau một cái nhịp mà SHB chỉnh cung kỹ thuật ở đây ở quanh vùng 11 thì uh, hiện tại thì nó bắt đầu diện nó bắt đầu lấy lại được cái vùng 1.7 ở uh, phiên ngày hôm nay thì nó test khá là hay test đầu, đầu mút cái 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 điểm uh, gọi là 1 phần 2 cái thân nến của cái thân đến tăng của ngày thứ thứ tư uh, là vùng 11.4 à, bốn hôm nay nó test vùng 1.4 và có một tín hiệu kỹ thuật ở đây các anh chị tín hiệu đường MACD sau một cái thời gian thì nó chỉnh đỏ đó, và nó bắt đầu chuyển xanh và khi tín hiệu đường MACD chuyển xanh có nghĩa là gì? Cổ phiếu bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt lên, à, giao dịch tốt lên và xu hướng chủ đạo của nó sẽ là xu hướng tăng điểm như vậy SHB. Thì anh chị lưu ý là chúng ta tiếp tục cầm và những điểm chỉnh cung kỹ thuật. Ví dụ trong tuần vừa qua, Ờ à, trong cái nhịp chỉnh vừa qua đó là gì? Vùng 10.5, 10.6 đây. À, các anh chị mua đúng điểm này thì bây giờ đã là 11.6 rồi. Như vậy chúng ta lãi 1.000 trên một cổ phiếu. Ít nhất là như vậy chúng ta không bị lỗ là chúng ta thành công rồi. Và chúng ta lại có lãi nữa thì chúng ta cực kỳ thành công. Đấy là những cái cách tiếp cận cổ phiếu tiếp cận vấn đề đó trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư ờ, nhóm ngành cuối cùng mình sẽ phân tích ở trong bản tin tuần ngày hôm nay đó là nhóm ngành chứng khoán thì nhung đã có đề cập đến trong rất nhiều các bản tin ở gần đây thì nhóm ngành chứng khoán nó đang đi trên trên tuần ờ, chính vậy nên nó sẽ tăng theo tuần và nó sẽ giảm theo tuần và những cái cổ phiếu những cái nhóm ngành mà đi theo trên tuần ấy, thì chúng ta đánh sẽ rất là ok rất là sướng bởi vì những cái trend tăng tuần á, thì thông thường nó sẽ đi rất là phê luôn và nó sẽ đi rất là dài. Thì um, thứ nhất là đối với mã cổ phiếu VCI ở đây, uh, trong những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây thường đã có phân tích cho anh chị ở điểm 30.5 và hiện tại thì sau uh, rất nhiều tuần chỉnh cung thì vùng 30.5 của cổ phiếu VCI vẫn tiếp tục được giữ vững. Ở uh, trong tuần vừa qua thì nó có những điểm test nhẹ lại ở quanh vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 và hiện tại đối với VCI ở đây thì chúng ta tiếp tục có một cái vùng cản kỹ thuật ở đây. Và vùng cản kỹ thuật này thì nó rất là quan trọng Đó là vùng khoảng vùng 33 và vùng 33.8 Ở đây là một vùng cản kỹ thuật mà cổ phiếu VCI cần phải vượt thoát qua Nó cần phải vượt thoát qua Và khi vượt thoát qua được thì khi đó thì chúng ta mới bắt đầu ngắm lên được Cái vùng cản kỹ thuật tiếp theo của nó ở khoảng quanh vùng 38 Nói chung là chúng ta sẽ xây từ từ thì trước mắt đối với VCI với góc độ kỳ vọng là gì? Tín hiệu đường MACD sau một cái giai đoạn nó đỏ ngầu đúng không ạ thì tuần này nó bắt đầu xanh 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 nón chuối thì đấy là gì đấy là tốt lên cái đã đấy là cái tín hiệu tốt lên cái đã với cái tín hiệu tốt lên như vậy rồi á thì chúng ta bắt đầu ngắm các cái vùng cản kỹ thuật đó ví dụ vùng cản 33.8 sau đó thì chúng ta sẽ ngắm lên cái vùng cản khả năng là nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung nhỏ nhỏ ở đây rồi sau đó thì chúng ta sẽ ngắm lên địa vùng 35 cứ từ từ còn khi break vùng 35 rồi thì như khi khi đó chúng ta có nhiều câu chuyện để nói đó SSI ở phiên ngày hôm nay là một phiên giao dịch cực kỳ tuyệt vời. Thì đối với SSI trong cái vùng chỉnh cung đây các anh chị. Đó, mình phân tích cho các anh chị những cái vùng chỉnh cung cực đẹp luôn vùng 21 cái 21 21.2. Đẹp nói hơi mất dạy tí, đẹp hơn kiều ở lỗ. Ôi chà. Đẹp như thế này cơ mà. 21 21.2 đó phân tích cho các anh chị những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây là cực kỳ đẹp và cực kỳ sát luôn rồi và bắt đầu thì nó công lại vùng 21.8 với vùng 22 và tuần này thì nó sừng sững nó đi lên hình như cây này trần à. SRI trần à, cũng không để ý luôn á. Để ý là SRI hình như hôm trần ạ. Thì ở đây ông đã có để uh, cho anh chị một cái góc nhìn rồi ở uh, trên uh, chạc kỹ thuật tuần đúng không ạ? Đây. NRI đang đi theo sóng tuần. Đó sóng tuần các anh chị và khi nó có những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật mà nó không thủng vùng 20 20.5 đấy đây là cái cây nến chính là cây nến này ông thủng thì cái xu hướng là gì nó tiếp tục bay thôi và phiên ngày hôm nay nó bay qua vùng 23 cộng là đẹp rồi cả năm tuần tới nó sẽ có cái sự chỉ, chỉnh, chỉnh chỉnh cung nhẹ nhàng như vậy là vùng 25 25.5 sẽ là cái target kỹ thuật tiếp theo đó vùng target kỹ thuật tiếp theo mà cổ phiếu này hướng đến thì ngắn hạn ở trong tuần tới đó, nó sẽ va vào vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng cản quanh vùng 24 khả năng khi vào vào vùng cản này thì nó sẽ có một cái sự diện điều chỉnh nhẹ nhàng ở đây và sau điều chỉnh đó thì nó mới tiếp tục để ở uh, hành trình tiếp theo và đấy uh, như vậy thôi tín hiệu đường ACD đang đỏ ngầu thì nó bắt đầu chuyển sang xanh lá cây và đấy là một cái tín hiệu chuyển pha cực kỳ tốt của diện của nhóm ngành chứng khoán các anh chị HCM cũng hoàn toàn tương tự như vậy đấy HCM hoàn toàn tương tự tất nhiên là tín hiệu HCM thì chưa đủ khỏe khỏe hơn chưa đủ khỏe so với các mã cổ phiếu khác nhưng đây HCM cũng có một điểm chỉnh cung 24.3, 24.5 cực đẹp luôn đó Trong tuần vừa qua tiếp tục phân tích điểm chỉnh cung 24.8 cũng nét luôn Tiếp tục ở điểm 25.3 và uh, nó xây ở điểm 25.3 có 3, 4 phiên giao dịch và phiên kết tuần thì cũng cực kỳ đẹp rồi Và cái điều quan trọng nhất là nó đã bắt đầu thoát được cái cản chéo ở đây như vậy tuần tới Thì uh, cái nhiệm vụ của nó cũng rất là nặng nề, nó chưa thể là bay ngay được đâu anh chị Nhiệm vụ rất nặng nề đó là ở khoảng vùng 26, 26.5 đến vùng 27 đây Ok, đấy sẽ là những cái vùng mà khả năng nó sẽ bắt đầu có cái sự chính cung. VND cũng cực kỳ đẹp rồi. Đó, VND cũng trên trạc kỹ thuật tuần luôn. Tất cả đối với sóng ngành chứng khoán đồng đều phân tích ở trên trạc tuần hết các anh chị. Đó, thì đây, đó, nó tích lũy thành công ở biên 14 14.5 thì như vậy là diện Chúng ta sẽ tiếp tục có những vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 16.8 đến vùng 17. Thì ở trên trạc kỹ thuật ngày <laughs> trên trạc kỹ thuật ngày, như vậy là tuần này nó đã chính thức bươn được qua vùng 15.5 và đồng thời á, đối với VND đúng không? Các anh chị cũng đã có vùng 14.7, 14.5 để các anh chị thu gom. Đó là cái vùng mà ông đã có phân tích, dự báo cái khả năng là cổ phiếu sẽ quay về đó chỉnh cung. Thì ít nhất là chúng ta mua ở đó là chúng ta thành công rồi cái đấy, đấy. Ừ, Chắc chắn là phiên nay đóng 15.8 thì chắc chắn là thành công rồi. Và với một cái lực đi khá là tốt, đấy tín hiệu đường MACD đang đỏ quạch, bây giờ xanh lá cây như vậy là gì? Cổ phiếu bắt đầu chuyển sang một cái pha xu hướng tích cực, pha xu hướng tăng điểm. Đó, rất đẹp đối với nhóm ngành chứng khoán và với cái sự kỳ vọng như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể ngắm vùng cảnh kỹ thuật 16.5 đến vùng 16.8 vùng 17 của VND tuần tới uh, SHS cũng cực kỳ là ngon lành cành đào đúng không SHS đây Đấy, vùng 10.9.6 đến vùng 9.8 cho các anh chị một cái điểm mua cực kỳ đẹp SHS chắc chắn có khuyến nghị điểm mua ở vùng 9.6 đến vùng 9.8 ngày 29 tháng 3 ngày 6 tháng 4 khả năng là đây Đây này 18 tháng 4 này Kiểu gì cũng có 9 tháng 6 đến vùng 10 à, Tại thời điểm là ngày 18 tháng 4 Cũng đã có phân tích Một loạt các cái điểm mua Của các mã cổ phiếu Về ngành chứng khoán Nhìn chung ngành chứng khoán tích lũy nền theo tuần Không thủng hỗ trợ tuần cực khỏe Và các cổ phiếu hút dòng tiền mới sóng tăng mới Và bây giờ anh chị Đấy một loạt luôn và đối với SHS từ 9.6 đến vùng 10 thì đây nó chỉnh về đến đến 9.5 thôi. Nói chung là 9.5 thì điểm 9.5 khó nhưng 9.6 em anh chị mua được một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên có giá 9.6. Đó, và sau đó thì gì ạ? Nó bắt đầu phục hồi ở 10.5. Tuần này thì đẹp rồi, đẹp như Sony rồi, đóng cửa ở vùng 11.3. Như vậy là gì? SSH chúng ta sẽ ngắm lên vùng cả kỹ thuật ở đây, quanh vùng 12. À, rồi Tiếp theo là cổ phiếu MBS. MBS thì hiện tại đang gặp cản. MBS đang gặp cản ở vùng 18 đến khoảng vùng 18.5 ở đây. Nên là nó cũng đang phải có xu hướng công cản thôi. Hiện tại MBS thì như vậy. Tầm thời nó có hỗ trợ vùng 16 thì các anh chị lưu ý, không thủng 16 cứ cầm. Công lên cản này thì có thể bán bớt hoặc là thậm chí là chỉnh cung về quay 16 có thể nhóm nhóm ăn đít tùy. SBS khuyến nghị rồi đó vùng uh, 5758 ăn tí tã rồi bây giờ tuần này thì đang đóng cửa tuần ở vùng 7.2 cực đẹp luôn sau khi nó đẩy thoát vùng 7.3 sáu uh, 6 đây thì như vậy là nó đang uh, tiến đánh lên những cái target kỹ thuật cao hơn và đối với SBS cũng đã được khuyến nghị đầu tư đây SBS, đây nó như là cái bách khoa toàn thư chúng ta có thể tra cứu lại tất cả mọi phân tích đó và theo dòng thời gian 29 tháng 3 vùng 5.3 5.4 chủ động ăn thêm đi. Đó, ngày mùng 6 tháng 4 thì nó đạt target 1 ở vùng 6.3. Đó, chỉnh cung tích lũy ở vùng 5.8 đến vùng 6 thì chủ động ăn thêm và cầu cứ 4 đến 5 triệu thì ngắm lên target vùng 8 đến vùng 8.5. Đó thì những cái phân tích kỹ thuật nó ở đây và như vậy hiện tại cầu đây rất đẹp. cầu hôm nay 4 triệu 2. Đấy cứ 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên là ngon rồi. Đó thì sẽ hướng lên vùng 8 8.5 thôi. Canh để mà chốt. VX thì cực đẹp rồi, đúng không anh chị, siêu cổ phiếu rồi, còn cái gì nữa, đó tiền về tài khoản rồi Cứ thế mà dùng dình mà tiêu đó. VX thì những cái vùng đây, ví dụ những cái giai đoạn mà khó khăn nhất của VX ở vùng 6.3, 6.5 6.85 ở 7 đây, đấy là những cái vùng gì ạ, tích lũy, chỉnh cung, chỉnh nền, thu gom Sau đó thì đưa target ở 7.9 đến vùng 8.2 chỉnh cung kỹ thuật thì tiếp tục phân tích ở vùng 7.45 đến 7.5 đó là vùng mà các anh chị có thể thu gom dần dần vào cổ phiếu đúng xu hướng thì nó tiếp tục đẩy lên vùng 8.2 break 8.2 thì ngắm lên cản 8.7 và 8.7 thì ngắm lên cản 9.3 và đấy cản 9.3 thì ngắm lên cản 11 thế thôi và hiện tại thì như vậy là chúng ta thấy rằng là phiên ngày hôm nay thì uh, nó có một điểm tự test trong phiên uh, Tự test về 9.3 cực đẹp Và điểm này là tự test trong phiên luôn Và sau đó thì đóng cửa vùng 10 cộng như vậy là uh, cực kỳ ok, khả năng thì uh, sau cái điểm này thì nó cũng sẽ có gì ạ, nó cũng sẽ có một cái sự uh, test cung nhẹ nhàng ở khoảng quanh vùng 9.8. Rồi từ 9.8 này thì nó mới uh, gì ạ, nó xây quanh 9.8 một tí nữa, rồi nó mới ngắm lên được cản 11, 12 ở đây và VX thì hiện tại thì cực kỳ đẹp rồi. Dòng tiền thì liên tục uh, quẩy từ khoảng uh, tầm bao nhiêu đây ta? Khoảng tầm từ 25 đến 30 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là tay to nó cũng cũng quần cho gọi là nát như tương bần ở đây rồi, đấy, tay to vào rồi thì như vậy là chúng ta hành quân theo thôi. Cá mập bơi ở đâu thì anh em chúng ta bơi theo đấy và chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ không thi gan với nó và chúng ta sẽ uh, đạt được cái sự kỳ vọng. Kỹ thuật thì chúng ta chủ động chúng ta chốt đi, không là sẽ bị cá mập nó ăn thịt. ở cổ phiếu AGR cũng như vậy, AGR cũng lớn dần theo thời gian và AGR cũng là một À, một cái mã cổ phiếu mà được cùng phân tích khuyến nghị đầu tư định hướng và đối với agr gọi là siêu sóng bởi vì khi mùng đã phân tích cái ý đồ tạo lập của nó ở trên trạc kỹ thuật tuần ở đây đó thì sau khi nó tích lũy tuần và nó có một cái biên test tích lũy ở vùng 9 đến 9.4 và nó sẽ tiếp tục có một cái vùng test kỹ thuật tiếp theo ở vùng 11 đến vùng 11.3 và khi nó test thành công ở vùng này thì nó sẽ tiếp tục công thủng vùng 13.3 đến vùng 14 và hướng về target kỹ thuật cao hơn ở quanh vùng 20 đó ngắm xa xa hơn là target của AGR khoảng quanh vùng 20 Thế còn Và đối với đối với AGR đây Đối với AGR đây thì nó cũng đang này Các anh chị nhìn thấy không Vùng 11.8 vùng 12 nó đang xây khá là đẹp Với cái việc mà xây như thế này Thì cái đích đến tiếp theo của AGR Khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 3.5 đến khoảng vùng 14 Đó là vùng giá mục tiêu Ngoài ra thì ADS cũng là một mã cổ phiếu được mới à xin lỗi cả nhà APS nó giống với cái mã cổ phiếu ADS kia APS cũng là một mã cổ phiếu chứng khoán và hiện tại thì ông nhìn thấy là trên trạng cái thuật tuần cũng đang rất là đẹp chính vậy nên đã khuyến nghị các anh chị em là vùng 3.614 là cứ chủ động mà túc tác thu gom từ từ đi đó và thậm chí là hình như là còn có cái vùng ở dưới dưới này nữa cơ vùng ở dưới dưới này nữa cơ đấy và tuần này thì nó đóng ở trên vùng 15 cộng như vậy là cũng gần như là mắc target tuần rồi rất là đẹp rồi còn nếu mà xét về ý đồ tạo lập của cổ phiếu APS ở trên trạc kỹ thuật tuần thì đây. Các anh chị nhìn thấy cái điểm này có có thích không ạ? Đấy nó đánh từ vùng 5. năm à, 5 mà nhân từ vùng 5 mà nó đánh lên khoảng vùng uh, 55 đi. Hả? À, thì 5 nhân 10 bằng 50 hả Đâu đấy hình như thế không biết nhân có đúng hay không? Thì các anh chị tự nhân nhá và cái điểm này á và cái điểm này này cái điểm này cũng đang là điểm muốn nhân lắm ở đây này Đó, muốn nhân lắm ở đây này đấy nên là tùy các anh chị hùng chỉ phân tích những cái định hướng cơ bản thôi và chúng ta sẽ tham khảo thêm và hiện tại nó đang xây một cây đến tuần cực đẹp cây đến tuần này nó đóng trên 15 cộng là tuần tới mà 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 vui vui mà nó đẩy thêm được khoảng tầm lên 18 tám nó đẩy lên 18 lên 18 xong nó lên 22 đó, xong nó lên 30. Đó, khi nào mà lên 30 thì khi đó anh em mổ bò ăn mừng. Nha. Yeah. Cứ từ từ. Rồi, ở cái mã cổ phiếu tiếp theo VDS cũng được cùng phân tích khuyến nghị và đối với con này thì cũng, cũng có ngắm ở trên trạc tuần và đâu đó nó đánh từ 4 lên tận vùng 28. Ờ uh, 4728. Ờ uh, thì cũng không biết là có phải 4728 không thì tùy. Đó, uh, chúng ta nhân lại nha. Yeah. Còn ở đây, đó, VDS đã vượt thoát ở vùng 9 đến vùng 9.4 đó là những cái tín hiệu kỹ thuật uh, ở trên trạc kỹ thuật tuần đó các anh chị đó nó vừa thoát ở vùng này và sau vừa thoát ở vùng này rồi thì nó gì nó bắt đầu có cái sự uh, bứt thoát quay trở lại đây bắt, bắt đầu có sự bứt thoát quay trở lại đây cực kỳ là đẹp luôn Đó, cực kỳ đẹp luôn và tuần tới khả năng nó sẽ vượt thoát ở vùng 11 và khi bay được cái vùng 11 rồi thì như vậy là chúng ta sẽ ngắm ở khoảng vùng 13 đó, ngắm ở khoảng vùng 13 đến khoảng vùng 14 đó chúng ta xây từ từ nha ORS cũng như vậy ORS cũng uh, cũng ngắm ở trên trạc kỹ thuật tuần các anh chị nhá ORS cũng ngắm trên chạc kỹ thuật tuần và sau một cái giai đoạn mà nó tích lũy thành công ở vùng 11, 4, 12 đây là những cây nến tuần nó sắp tương đối đẹp và nhịp này thì khả năng ORS sẽ đánh lại khoảng quanh vùng 16, 16, năm trên chạc kỹ thuật ngày thì đây trên chạc kỹ thuật ngày thì các anh chị có thể ngắm sơ sơ như thế này thôi đó nó cũng đang tạo thành được một cái gì một cái phân kỳ tăng ngắn ở đây và vùng cản kỹ thuật trước mắt nó ngáng đường của chúng ta 13 8 14 này. Đây có một phiên là nó lên được vùng 14.2 nhưng nó chưa trụ được và nó lùi lại. Những cái điểm lùi kỹ thuật này theo quan điểm kỹ thuật cùng là cực kỳ đẹp. Đó, những cái điểm lùi kỹ thuật này của nó là cực kỳ đẹp ở khoảng quanh vùng ờ à, khoảng quanh vùng ở đây là quanh vùng 12 8 đến khoảng quanh vùng 13 là cực kỳ đẹp. Và kỳ vọng ORS sẽ đánh vượt cản này tức là cản 14 để hướng về vùng kỹ thuật 16 17 17.5 nói chung là tùm lum ở trên này thì chúng ta tính sau nhưng mà ít nhất là trước mắt là ông phải qua được cái cửa ải này đã Đó. bố mẹ nó gà thì đồng ý gật thì mới đưa con gái người ta đi chơi được nha đây cửa ải này 13.8 vùng 14 như vậy là nhóm ngành chứng khoán đang cực kỳ đẹp Ok các anh chị và đẹp như thế nào thì đấy là quan điểm của cá nhân Hùng Lê còn các anh chị có thể cảm nhận thêm những cái đẹp của của nhóm anh này và bây giờ thì chúng ta sẽ À, nhìn nhận lại đánh giá lại cái xu hướng của bộ ba tham số chung của thị trường index ở trong tuần vừa qua thì uh, chúng ta sẽ nhìn đến cái biểu đồ vn index ngày đã đây index ngày cực kỳ đẹp thì đối với index ngày á, thì cũng đã có những cái sự phân tích cho các anh chị rồi à, sau một cây doji thì chúng ta cần một cây gì Đó à, cần, cây hammer và sau một cây hammer thì có hai cây nến test kỹ thuật ở đây cực kỳ đẹp và những cái vùng test kỹ thuật của nó này ví dụ quanh vùng một năm ba một năm đó và sau đó thì phiên ngày hôm nay cũng tiếp tục quay lại 153 155 và kết phiên bằng một cây nến hammer sừng sững cực kỳ đẹp tăng lên như này là nhìn về index là cực kỳ ok rồi các anh chị nhìn về index là cực kỳ ok và đồng thời thì chúng ta thấy rằng là tín hiệu đường MACD sau một cái giai đoạn đấy như đồng có phân tích ở đây sau một cái giai đoạn gì ạ nó gì ạ? nó đỏ đỏ quạch đi đó, nó đỏ đúng không ạ à, sau một cái giai đoạn nó đỏ à, rồi thì nó bắt đầu đến một cái giai đoạn nó xanh và sau cái giai đoạn nó xanh thì như vậy là cái xu hướng chủ đạo thị trường sẽ là gì ạ? xu hướng tăng điểm các anh chị index chủ yếu tăng điểm đó thì đây cũng như vậy một cái giai đoạn mà index xanh đây chúng ta nhìn ở đây đó index xanh đó, nó xanh đến đây thì bắt đầu đến cái giai đoạn chỉnh giảm đó, đó thì chúng ta cũng có thể là căn cứ cái tín hiệu của đường MACD thì chúng ta cũng có thể là dự báo được à như vậy thời điểm nào chúng ta nên cầm cổ phiếu thời điểm nào chúng ta nên bán bớt cổ phiếu ra và trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm cổ phiếu và nếu như chúng ta nhìn ở trên cái chạc kỹ thuật index ngày như thế này thì chúng ta sẽ nói đến cái gì? Tức là uh, sau một cái điểm tăng mạnh như vậy thì index nó sẽ có xu hướng test lại và cái điểm test cung kỹ thuật ở đó thì các anh chị chú lưu ý giúp vùng là vùng 1060 1063. Đây sẽ là cái vùng mà index nó sẽ uh, dự báo nếu như chúng ta xét ở trên chạc kỹ thuật ngày thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 1063 không thủng. Các anh chị nhá, phải lưu ý ở quanh vùng 1063 không thủng. Tích lũy thành công thì như vậy á, tuần tới À, chúng ta sẽ à, hướng đến cái vùng cản kỹ thuật ở đây là 1075 đến 1080 và với quan điểm cá nhân của ông Lê thì khi mà thị trường chung về đến vùng cản kỹ thuật này đó các anh chị lưu ý vùng về đến vùng cản kỹ thuật 1075 1080 thậm chí là có thể là tám 8 mấy đấy này thì đây là vùng cản tâm lý đây là vùng cản tâm lý 1083 đây là vùng cản tâm lý và vùng cản này thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua chúng ta cũng đã có một cái lợi nhuận tương đối tốt lợi nhuận tương đối tốt và khuyến cáo chung của ông Lê đó là gì? Chúng ta chốt lợi nhuận, chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận ở cái giai đoạn đầu tư vừa qua và chúng ta chờ đợi thị trường chỉnh cung quay về một cái vùng hấp dẫn. Ở đâu đây? Thì chúng ta lại gì ạ? Chúng ta thu gom tiếp. Và có thể vùng này thì chúng ta có thể chốt đi 3 5 30 đến 50% vị thế. Và cũng đâu biết đâu có thể là trong nhịp này cũng có thể là index sẽ kéo về vùng 1100 đến vùng hai thì như thế nào? Ồ kịch bản đấy hoàn toàn có thể xảy ra nên là chúng ta cứ bình tĩnh về đến vùng kháng cự là cứ chốt cái đã. Còn chốt bao nhiêu? đó thì tùy theo cái cách mà chúng ta uh, quản trị rủi ro và với quan điểm cá nhân cùng lên thì cũng sẽ chốt khoảng tầm từ 30 đến 50 phần trăm vị thế và có thể nó sẽ có cái sự rung lắc và sau cái sự rung lắc đó thì chúng ta để đánh giá xem ví dụ nó chỉnh cung về đây hợp lý và dòng tiền này bắt đầu tích lũy quay trở lại đây và gì index của chúng ta lại vượt tăng thì có thể nhịp này nó mới à, nhịp này nó mới có thể là về đến mốt chẳng hạn thì nhịp này chúng ta lại canh thu gom mua ở đây thì như vậy là rất an toàn rất hợp lý còn trên trạc kỹ thuật M5 và trên trạc kỹ thuật giờ thì chúng ta có thể nhìn nhận lại ở đây anh chị trong tuần vừa qua thì nhìn chung vn30 ở ngay phiên giao dịch ngoài thứ hai thì vn30 đã có một cái điểm bứt lên ở trên uh, vùng 1040 và sau đó nó có một cái điểm test nhẹ đây và điểm test này thì được đánh giá là điểm test thành công và kể từ đây thì diện uh, vn30 đã bắt đầu công vùng kháng cự 1055 đây kháng cự tuần 1055 đó nó công vùng kháng cự tuần 1055 và sau khi mà bứt thoát được vùng 1055 thì uh, phiên kết tuần là một phiên cực đẹp rồi phiên kết tuần thì chúng ta không nói nữa chỉ số VN30 đã bứt được cái vùng cảnh kỹ thuật 1060 và đóng cửa ở vùng 1066 tức là đã qua được cái vùng 1065 nhìn với một cái lực đánh khá là tốt ở gần sau 14 giờ và với cái góc nhìn kỹ thuật như thế này thì như vậy là hiện tại thì VN30 cũng đang tạo được một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn và khả năng với các độ kỹ thuật thì VN30 sẽ quay trở lại test lại ở quanh vùng 1061 60 và thậm chí biên sâu hơn ở đây đó là biên 1056 đến khoảng 1058 đây là biên mà chúng ta kỳ vọng VN30 sẽ test tích lũy thành công ở vùng này khi test tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản của chỉ số VN30 ở quanh vùng 1070 1072 trước mắt là ngắm 1172 đã còn khi mà nó vượt thoát được cái vùng 1072 rồi ấy, thì khi đó nó lên đến vùng 1080 thì cái đó thì chúng ta tính sau nhưng mà trước mắt sẽ là phải 1072 đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta nhìn thấy rằng là trong À, tuần giao dịch vừa qua thì phái sinh đang giao dịch cực kỳ đẹp đó phái sinh đang giao dịch cực kỳ đẹp và nó cũng hoàn toàn tương như vậy sau một cái điểm mà uh, sau phiên giao dịch ngày thứ hai thì gần như nó đã break lại được cái vùng 1036 đến vùng 1038 ở đây và lần lượt thì nó sẽ công các cái vùng cản vùng cản cái thuật đầu tiên là 1045 thì trên bản tin bản tin tuần nhiều như hùng cũng đã có 104 1045 thì cũng đã có những cái phân tích khá là kỹ thôi. Nói chung là tuần đây ngày mùng 4 tháng 5 hình như tuần giao dịch mới đó thì Hùng đã có đánh giá bộ bộ ba tham độ chung của thị trường đó rồi hai cái nền test đây VN phái sinh phái sinh dự kiến uh, kiểm tra biên 1038 1040 đó và sau đó thì chúng ta sẽ tính toán thêm các cái vùng cản kỹ thuật đó trong vùng hỗ trợ đây thì đây này các anh chị nhìn đấy 1038 1040 đây và sau đó thì nó tiếp tục công cản kỹ thuật 1045 sau đó thì nó phá trinh tiếp tục công cản 1055 và phiên ngày hôm nay thì gần như nó đã công thành công ở vùng 1063 1061 đến vùng 1063 tức là cái điểm đánh ATC khá là ác liệt à, với một cái gắt tăng như này à, nếu khỏe tuần tới thì phá trinh nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 1061 nhưng mà theo quan điểm kỹ thuật cùng là nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 10 53 đến 1055 thì nó sẽ hợp lý hơn nó sẽ sớt lại cái 1055 bởi vì trong cái 4 giờ tiếp này ở cái này 4 giờ thì đây 1055 đây này, này phân tích cái vùng cản kỹ thuật của phái sinh ở vùng 1055 này à, 21 giờ chính là cái bản tin tổng hợp của cứ một ngày, cứ mỗi một ngày thì kết thúc thì cũng có đấy vì để chuẩn bị cho phiên giao dịch của ngày thứ năm thì cũng sẽ tổng hợp một số các yếu tố kỹ thuật trên bộ ba tham số chung của thị trường đó ví dụ chỉ số phá sinh, phá sinh thì đã đi vào vùng ngàn dự kiến này 1054 đến 1055 Đó thì các vùng target của phá sinh thì chúng ta sẽ xây theo cái dòng thời gian 1055 và phiên ngày hôm nay thì nó đã bứt được lên cái vùng 1061 xu hướng sẽ test lại vùng cản kỹ thuật ở đây. Đó và test thành công ở vùng này thì sẽ tiếp tục công lại vùng 1063, 6263 và sau đó sẽ hướng về vùng cản uh, trước mắt ở 1072. Như vậy là tuần tới thì VN30 và phái sinh chúng ta sẽ có cái vùng cản kỹ thuật ở quanh 10 1072. Ngắm 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 trước mắt là như vậy. Ở còn đối với chỉ số VN Index, Index đây, bắt đầu tuần giao dịch mới ở đây thì chúng ta thấy rằng là sau khi index mà gì ạ, đã tích lũy thành công ở vùng 1040 thì bắt đầu nó cũng vượt thoát lên ở vùng bốn uh, 45 và bắt đầu tuần này thì nó chính thức là nó công cản 1058 đến vùng 1060 Ờ uh, phiên ngày hôm qua thì nó công không thành phiên ngày hôm nay thì nó đã công thành thành công tức là nó đã vượt được vùng 1060 và break luôn được cái vùng 1065 như vậy là tương đối là khỏe đó cái cản cản kỹ thuật ở 1065 khá là đẹp thì uh, nhìn về mặt kỹ thuật thì hiện tại như vậy Linux của chúng ta cũng đang tạo thành được một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn trên biểu đồ M5. Như vậy tuần tới nếu test đẹp, đó, uh, uh, test đẹp thì ở sẽ khoảng quanh 1063. Uh, và quanh uh, nói chung là khi nó break được cái cản 1058 1060 ấy, thì xu hướng nó sẽ quay trở lại test ở đây và test thành công ở cái vùng này, sau đó thì nó kéo về vùng 1070 1075 1080, đấy sẽ là những cái target kỹ thuật tuần mà chúng ta sẽ có thể ngắm đến uh, cổ phiếu uh, ngắm đến chỉ số vn index ở trong tuần giao dịch tiếp theo như vậy thì uh, nhìn chung uh, tuần giao dịch tiếp theo sẽ là một tuần giao dịch mà dự kiến thị trường của chúng ta sẽ khá là sôi động và sẽ có rất nhiều uh, các cái yếu tố kỹ thuật ở đằng sau đó và anh chị em của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ uh, tập trung bám sát uh, theo dõi với những cái mã cổ phiếu nào chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản đến tuần thì hùng lê sẽ trả lời các câu hỏi của anh chị và ở nhân tiện đây thì ông cũng mời tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc thì chúng ta sẽ về đồng hành cùng team của ông lê để chúng ta sẽ nhận được những cái phân tích mang tính trực tuyến và những cái trao đổi giữa các thành viên ở trong nhóm để giúp cho anh chị em của chúng ta có những góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất trong những cái phiên giao dịch trực tuyến và thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo